tập này á, làm cái gì tập gì đâu, tại vì muốn nắm cho rõ được cái nghe sau lông tim thai đó thì các anh chị phải hiểu hết về cái chương mà tim bẩm sinh. Nhưng mà cái người bác sĩ sau lông thai của mình đó đâu có thể nào mà thuộc hết được những cái bệnh lý tim bẩm sinh để mà mình tập cho nó đúng đâu. Mục đích của mình là dừng cái mức độ sàng lọc, các chị đừng có đọc cái bình thường thành cái bất thường, và đừng có những cái bất thường mà mình không nhận dạng ra, mình bỏ sót người ta thì tội nha. Là các chị nắm những cái cơ bản để các chị biết cái này bình thường, từ các chị cho qua là những cái bất thường các chị dừng lại. Mục đích là đừng có để bình thường mà nói thành bất thường để gửi nhân đến người làm ngồi lên phòng chẩn mà có gì hết, hoặc là những cái trường hợp mà bất thường quá thì mình thấy cái lớn sanh ra không sửa chữa được thì bẩm sinh tím từ nó cũng diễn tiến tử vong nha. Và cái mục đích này ba của mình cái phòng thứ hai là dừng cái mức độ sàng lọc. Bây giờ đó mình làm cái siêu âm tim thai thì các chị cắt đó, khi mà các chị cắt ngang cái lồng ngực các chị ráng cắt ra được, mà cắt bốn buồng các chị nhận dạng đâu á là buồng tim bên phải, đâu là buồng tim bên trái, rồi các chị nhận dạng đâu cho được đâu là cái nhĩ, đâu là thất, đâu là cái bách liên thất, đâu là bách liên nhĩ, rồi cái bộ mấy van sẽ tích tim trong lồng ngực nó chiếm khoảng 1/3 nha. Những cái to quá thì là phải ghi nhận, còn những cái tràn dịch mà ngoài tim sinh lý như thế nào, tràn dịch bệnh lý thì các chị phải thấy như thế nào. Nếu mà đúng ra đó là một cái siêu âm tim mà tới nơi tim đúng thì nó phải giống như một cái siêu âm tim của người lớn, các chị phải quan tâm trước. Thứ nhất là các chị phải xác định cho được cái gọi là situs của nó, có được vị situs solitus hay infantus, tức là nó nằm ở trong cái buồng của cái bên lồng ngực bên trái hay là nó tập ngược qua bên phải ha, hoặc là nó có những cái xoay bất thường vân vân. Hoặc là các chị đầu tiên đó là làm cái siêu âm tim, ngoài ra các chị phải coi cái bao tử mà nó tim nằm bên trái bao tử nằm bên trái, hay là tim nằm bên trái mà bao tử qua bên phải, hoặc là tim đã di chuyển qua bên phải rồi mà bao tử qua bên phải luôn, hay là bao tử vẫn còn nằm bên trái, mà những cái situs của nó đầu tiên mà phải xác định được là cái tim nó phải nằm ở cái vị trí bên nào của lồng ngực. Rồi những cái bốn buồng các chị phải xác định đâu được là buồng tim phải, đâu là buồng tim trái, những cái mặt cắt và để thấy được cái bách liên thất, cái bách liên nhĩ hay cái bộ mấy van. Từ đó các chị sẽ coi những cái đường ra, những cái đường thoát thất trái, tức là ra cái lồng chủ, khảo sát là mà ra khỏi tim và cái cung lồng chủ như thế nào, cái lồng ngực phổi bắt chéo ra làm sao. Rồi cái mặt cắt ba buồng, cái mặt cắt ba mạch máu xích lên trên đó, thấy cái mặt chủ trên đổ về bên giữa là cái lồng ngực chủ, một bên là lồng ngực phổi. Có nhiều cái mặt cắt, tất cả là khoảng 9 cái mặt cắt cơ bản để mà khi mà làm cái siêu âm tim có khoảng 9 mặt cắt cơ bản. Thì giờ mình đi từng bước một nha, để các chị làm từ từ cái này thực ra khi thực hành tôi sẽ nói rõ hơn. Giờ các chị khó hình dung lắm, nhất đầu tiên là với một cái tim bình thường thì phải nằm bên trái lồng ngực nha, mình xác định được lồng ngực bên trái. Nếu bình thường các chị thấy là cắt ngang được mình thấy siêu âm tử đó, dích đầu dò lên trên là thấy tim là mình yên tâm, hai đứa nó nằm hai. Đó là cái kích thước tim bằng khoảng 1/3 kính cực của thai nhi. Cách mình đo là cái đo nha, cái đường kính là trước sau ngang là cái tim nhỏ, hoặc là mình nhìn chung tổng thể mình thấy chiếm khoảng 1/3, mỗi cái phổi là 1/3. Rồi phải xác định cho được cái van nhĩ thất, tức là cái van thì được thấy thâm thất thâm nhĩ đó, van hai đá van đá, rồi thấy được cái bách tim nhĩ bách tim thất nó gặp nhau giữa tim, nó gọi là cái chỗ mà cái hình dấu cộng nó các chị, nó gọi là gối nội mạc đó. Ở phía dưới này là cái bách liên thất này, trên này là cái bách liên nhĩ, còn hai bên là hai bộ mấy van nó cắt nhau như cái dấu cộng vậy đó, nó gọi là cái trung tâm tim. Lúc nào các chị cũng phải xác định cho được cái dấu cái hình dấu cộng cái hình kỹ thuật gì đó, nào phải có một cái đó để gì, những cái mà nó biết tròn quen rồi đó, đó là những cái kênh nhĩ thất hoàn toàn mất luôn, hút ở cái trên tâm nhĩ mất luôn, cái bách thông liên thất ở trên, thông liên nhĩ ở trên, hai bên hai cái bộ mấy van nó mở ra tiếp làm giò phải xác định cho được cái bộ khung góc đó. Đây cái sơ đồ mình cho thấy là tim bên trái này,
thì mình nhìn đó mình sẽ thấy là các buồng tim bên phải nằm ở phía trước, bên lớn hơn bên trái, phía trái nằm trước một góc. Bây giờ các chị thấy cái hình này thì trong thực hành đó, các chị nhìn thấy ví dụ đây là đường cắt ngang hoặc đây là cột sống phía sau, đây là cái phần ở phía trước này, thì cái buồng tim mà nó nằm gần cột sống sẽ là buồng tim trái. À, mình lấy mốc xác định đó, cái buồng tim mà nó nằm gần sát vào cột sống là sẽ là cái buồng tim trái. Với cái mặt cắt này, nếu đứa nhỏ mà nó nằm giữa cái buồng lên trên cái cột sống ở đây, à, bên này bên trái và bên phải cái buồng tim nó nằm ở đây, thì cái đường mà nối ngang qua cái bắp tim nó chạy dọc ở đây nó sẽ tạo một góc 45 độ ở vị trí này. Đó là những cái tim bình thường nha. Hai cái buồng tim trái nó gần cột sống hơn, tim phải nó nằm gần ra cái thành bụng hơn. À, cái góc mà tạo được cái này đường là cái góc 45 độ. Đó, các bạn cần phải nhớ. Cái bắp tim đó thì nó liên tục, trong khi cái bắp tim nhĩ thì nó còn có lỗ một dụng thông thường và nó có một cái van, nó gọi là cái van Piazen, đó là cái van mà của cái lỗ một dụng đó, cái van đó đặt. Thì các chị nhớ lại cái sơ đồ hồi nãy, lúc mà cái mạch máu nó đi từ cuốn rốn nó đi về đó, nó đưa lên trên từ cái tĩnh mạch gan, nó đổ về cái ống tĩnh mạch, đi trực tiếp về cái tĩnh mạch dưới lỗ một tim phải đó, thì nó sẽ vô cái buồng tim phải trước và vô cái nhĩ phải trước rồi nó qua nhĩ trái, cho nên là áp lực của nhĩ phải nó cao hơn nhĩ trái, nên nó sẽ đẩy cái van từ cái nhĩ bên phải qua bên trái. Cái van mà cái van của cái lỗ hậu dục đó nó sẽ bị phấp phới qua cái bên phải qua cái bên trái nha. Mình thấy nó bật qua cái bên nào thì cái buồng tim bên đó sẽ thành buồng tim trái. Những cái này sẽ hướng dẫn các chị trong lúc thực hành khi nói nhẹ hơn nha. Máu nó về tim phải trước cho nên áp lực của tim phải nó cao, đẩy cái van của cái mạch liên nhĩ nó bật qua cái bên trái, cho nên thấy cái lá van nó bỏng ở cái bên nào á, là mình biết bên đó là bên trái, thấy cái mốc này dập bên nào phải bên trái, đó là trường hợp thường thường. Nhưng một số trường hợp á thì rất là khó xác định cái tim nào tim phải bên trái. Ở đây cái vị trí này chung vậy thôi ha, nói vậy thôi chứ chị quan nhân khởi động đây. Nó không phải đứa nào nó nằm ngay ngắn giống như mình nhìn thấy đâu, các chị thấy không? Cái này cột sống nó nằm đây, cái gì cột sống cái gì chuyển qua đây, cái này nó quay ngược lên trên giống như cái hình hồi nãy thì mình đã phân biệt. À, mà thấy đó, những cái đứa nào nó nằm gần cột sống ở bên trái thì cần vậy thôi nha. Trước khi đi, thấy không? Đây là nằm cột sống này nằm gần cột sống bên trái thì cái bên còn lại sẽ là bên phải. Và cái này sẽ là cái bắp tiền thân, bắp tiền nhĩ bên này. Ở trong cái lúc mà mình thực hành á thì mình sẽ gặp những cái vấn đề. Thứ nhất là sau này các anh chị hay thấy gọi là những cái nốt mà dày sáng, những cái nốt đen của dày trong tim trái, người ta khi gửi bệnh nhân đi siêu âm kiểm tra ở cái nơi mà cần những cái vị tim hoặc những cái nơi khảo sát về tim mạch lớn, khi các chị không cần đâu, các chị xử lý luôn. Nếu mà các chị thấy thể tích tim bình thường, các không có vấn đề gì mà các chị thấy cái nốt và âm dày ở trong cái vùng tim trái đó, thì cái tài liệu nó cho rằng do cái quá trình người sản phụ người ta gọi là bồi dưỡng nhiều á, uống canxi, uống sắt, nên những cái hóa chất nó tập trung ở đó rất là nhiều. Khoảng 20-22 tuần các chị sẽ thấy những cái nốt và âm dày nó nằm ở trong cái vùng tim trái, có thể là nằm sát chỗ van tim hoặc là những cái cụ cơ dưới cụ máy van vân vân. Thì các chị nếu mà các chị không tìm thấy bất thường gì khác thì là các chị cứ yên tâm để theo dõi. Thì đây là người theo dõi khoảng 30-32 tuần tự nhiên có thiếu mất ha, hoặc gần xanh thì nó hết luôn, ra nó do quá trình lắng đọng những cái sắt hoặc là những cái khoáng chất kiểu người ta uống canxi sửa nhiều, người ta uống sắt kim thêm thì cái đó. Tuy nhiên người ta thấy rằng trong một số những cái trường hợp bất thường của những sắc thể nó cũng có những cái nốt đen của dày đi kèm, nên là nếu có thì các anh chị tìm thêm những cái gì là khác, để không thấy có các anh chị cứ yên tâm để cho người ta theo dõi. À, cái nốt mà nó dày đây của này là cái gì bên mặt phải này trái thì đây có một cái nốt đen của dày sáng, một nốt đen của dày
viêm hoặc là tiêm miễn dịch vân vân thì chúng ta có thể đọc lại được thêm rồi xác định trước hai bên hôm nay của mấy ba nó đang có thể chị đóng lại, chị sẽ thấy mà đóng mở nhịp nhàng nha. Tuy nhiên các trong các thực hành thì các chị có thể thấy bên phải nó lớn hơn, các nhận diện cái bụng bên phải là bên trái, bên phải nó có những cơ này kia ha, thì ở trong thực hành các chị sẽ thấy hơn. Cái này là bắt tiền hết có phải nhận diện thấy không, trong quá trình thực hành sẽ thấy bắt tiền hết có thể có rồi thì là rồi hai cái tâm diện nó phải có ha, kích thước nó gần gần bằng nhau. Chỗ này nó bắt tiền hết liên tục là trong khi bắt tiền nhĩ thì thấy nó giãn lại không à, này là có cái độ bồi dưỡng thông thường và cái tiêu sẽ như thế đó. Lúc này cái bắt tiền nhĩ nó được tính chỗ này thôi chứ còn nó không nối lên đây được, tại vì chỗ này nó có một cái lỗ thông bồi dưỡng thông thường à, cái phần này cái chỗ mà giống cộng á, tôi nói với anh chị đó nha, hay tiêu hay tiêu đưa mà tức là cái van này nhĩ hết á nó phải có và nó gặp nhau ngay cái đường giữa, tức là dùng giống như nó cái dấu cộng vậy đó, bắt buộc phải có nha. Xung quanh nó không có mà tim nó không có dịch thành đô về thành giờ này tôi sẽ không có và không có làm gì mà mới luôn, tức là dạng sơ lược như vậy nắm là không các chị nha, dễ nhớ thôi. Chiếm tim khoảng 1/3 rồi chị thấy cái tim trái nó gần cuộc sống hơn, phải thấy được 4 cục tim đàng hoàng, 2 cục máy van gặp nhau như thành dấu cộng, không đạt được bằng phổi, không đạt được bằng mạch tim rồi có thể thấy được cái của bộ dụng thì đó thông thường hôm nay phải liên tục cái nào nó gần cuộc sống bên trái thì là bên phải anh chỉ cần vậy và ở cái mức độ 4 tim nha. Và nên từ từ mình sẽ thấy tiếp theo giờ đến các chị cái hình này thì nó không được đẹp, tôi sẽ kiếm hình khác, tức là này nó lên trọng tập chủ ông tập mạnh xuống và sẽ đáp xuống cái này đó, cái này là cái quai cái cung cái quai của lòng chủ thì chị đặt nhắm hình lâu dữ lắm, cái này là mạnh xuống ví dụ như là nó hẹp cái quai chủ, cái quai trên thì hẹp, cho nên dưới nó rét, nó bóp nó đẩy lên, nha, đẩy lên, nó đẩy tiếp, thì cái buồng tim nó sẽ dày giãn lên, dày nó sẽ lớn, cơ tim giống như là nó phải exercise nhiều, nó làm giãn lớn lên. Cái thứ hai nữa là cái ở trên nó không phát triển thì nó kèm theo cái dưới nó sẽ nhỏ hơn, sẽ không phát triển đi kèm. Ha, cái này thì lý này là những cái hẹp của quai. Là đôi khi mình không nhìn thấy được cái dấu nhắc tiết đâu, mà các bạn nhìn cái dấu nhắc tiết này thì vô nó chỉ cắt bốn cuộn các bạn thấy liền của sống được tim trái nó nhỏ vậy, sao nó chèn bắt lên thì có thể có những trường lý kiểu sản bên trái hoặc là mình hay gặp là bạn hiện tượng bên trên thì bác sĩ cộng điện thoại cho mình một số cái tấm này đó, này nó mất liên tục của cái bắt tim đó các chị thấy không, tức như đây cái này là mình chủ gửi vào trong cái thứ chín pha lô này, này nằm ở ngoài ectopia complex nằm tim nó lọt ở ngoài ectopia complex nằm ở ngoài đơn lẻ ha, thường nó có thể nằm trong mấy cái hộp chứng là kendro đó, tức là sẽ như thế các chị luôn, tức là nguyên cái đường của mình trên dưới này nè, nó có thể thắt bị rốn ha, nó hở cơ thành bụng là ca hai cái này mình nói rồi đó, nó lên trên này nha, nó sẽ hở cái lồng ngực, nó tim nó đi ra ngoài nó mất sản sinh tức là để cơ da không biết, còn cái là phía dưới bàng quang nó lộn bàng quang bốn cái dị tật mà trên cái đường giữa cắt ngang này mình có thể thấy đường gặp nhất là cắt đường rốn, hai nữa là hở cơ thành bụng, cái thứ mà không có xương ức nên nó lọt tim ra ngoài đó là hiếm hơn, còn cái dị tật đó là lộn bàng quang muốn chết. Thank you.
có rồi các chị nghĩ đi để tôi làm và tìm cái khác sau rồi đi đến